Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Kính mời quý khán giả theo dõi chuyên mục thông tin dịch hại nông nghiệp. Quý khán giả thân mến, hiện lúa hè thu của bà con ở Hậu Giang đã thu hoạch gần dứt điểm và nông dân cũng đã gieo xạ lại vụ thu đông với trên 36.000 hecta. Nắng mưa đang xen, ngày nắng trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rải rác ở một vài nơi. Ấm độ không khí duy trì ở mức cao trên 80%. Đây là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển gây hại trên 1.750 hecta lúa của bà con nông dân. Trong đó, sâu cuốn lá 245 hecta trên lúa đẻ nhánh đến đồng trổ. Bệnh đạo ôm lá xuất hiện gần 500 hecta trên các trại lúa đẻ nhánh đến làm đồng. Trầy nâu tấn công 250 hecta, chủ yếu là rầy trưởng thành, một số từ 750 đến 1.500 con trên 1 mét vuông, trên các trại lúa giai đoạn đẻ nhánh đến trổ chính ở huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh dự báo, trong từ 7 đến 10 ngày tới sẽ có được rầy cám nở, gối lứa, do đó nông dân cần phải theo dõi sát đồng ruộng, kiểm tra một số rầy để phun trừ kịp thời. Thưa quý khán giả, gần 4 tháng nay, sâu keo mùa thu đã xuất hiện tại 40 tỉnh thành trong cả nước với diện tích là gần 16.000 hecta bắp. Ở Hậu Giang, loài sâu này đã tấn công 20 hecta và dự báo sâu keo sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan sang một số cây trồng khác. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, sâu keo mùa thu là loại dịch hại đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh và gây hại nặng nề tại các vùng bị xâm nhiễm. Khác với các loại sâu bản địa, sâu keo mùa thu có sức ăn khỏe, tốc độ cắn phá cây trồng rất nhanh. Đặc biệt, loại sâu hại này có khả năng kháng thuốc cao, di trú nhanh. Sâu keo mùa thu có đặc điểm đầu hình chữ Y ngược. Trên lưng đốt áp sát đuôi có 4 chấm đen, bố trí cường đối nhau tạo thành hình vuông. Lưng có 3 sọc màu sáng chạy song song, chia phần lưng mỗi đốt thành 2 phần đều nhau. Trên mỗi phần có 2 chấm đen và cơ thể có nhiều lông. Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn sự phát tán của loại sâu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh khuyến cáo nông dân. Làm sạch cỏ dại xung quanh ruộng bắp để hạn chế nơi trú ẩn của sâu. Làm đất rồi phơi đất khô để ấu trùng nhộng trong đất chết hoặc dễ dàng bị thiên địch tiêu diệt. Luân canh bắp lúa ngay sau vụ bắp để diệt nhộng trong đất. Nông dân nên kiểm tra thật kỹ, đặc biệt ở giai đoạn bắp từ 3 đến 6 lá, để phát hiện ổ trứng, có thể sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng loãng đổ vào đoạn bắp diệt sâu non. Ngoài ra, nông dân có thể áp dụng các biện pháp sinh học như sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn BT, virus NPV để phun trừ khi sâu tuổi nhỏ, nhân thả ông ký sinh trứng. Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Thưa quý khán giả, khi cây lúa làm đồng, ngoài cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì cần phải phòng các loại bệnh như là đạo ôn, đốm dằn, dạng lá chín sớm và lem đép hạt. Bởi không chủ động phòng, khi bệnh xuất hiện, nông dân phun thuốc trễ, năng suất lúa chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Kinh nghiệm quản lý hiệu quả 4 loại bệnh này và bí quyết bảo vệ bộ lá đồng của nông dân ở huyện Châu Thành A ngay sau đây sẽ bổ sung thêm cho quý khán giả và bà con cách chăm sóc lúa tốt trong giai đoạn đồng trổ. Lúa giai đoạn đồng trổ là giai đoạn cực trọng, quyết định số bông trên mét vuông và số hạt chắc trên bông. Nắng mưa đang xen, các loại bệnh đạo ôn, đốm dằn, vàng lá chín sớm, lem lép hạt rất dễ bộc phát. Những bệnh này tấn công sẽ làm gia tăng chi phí và phải kết hợp nhiều loại thuốc để phun trừ mà hiệu quả lại không cao. Giai đoạn phân lúa đồng thì lúc này là mình cần thiết mình phải quản lý bộ lá đồng. Bây giờ bộ lá đồng đó là nó cực kỳ quan trọng, nó hấp thu được cái ánh sáng, cái dinh dưỡng để nó tạo cho cái bông nó tốt, nó mập và nó chỗ cho nó khỏe. Thì đương nhiên ở cái đó là mình phải nắm được cái tầm quan trọng đó, mình phải xài cái amitatop. Giai đoạn sau thì mình xài thì nó quản lý luôn cái lem lép hạt, thì từ cái chỗ đó mà cái bộ lá đồng mình đã tốt rồi thì cái bông mình nó vẫn tốt nữa, thì đương nhiên nó phải giàu gạo và nó đạt cái hạt chắc tỷ lệ trên bông thì nó rất là cao. Thành thử ra mình phải xài cái cử sau rất là hiệu quả. Thì bộ lá đồng nó còn giữ cái bộ lá đồng nó còn xanh nữa, thì nó xanh nó đẹp, lá thì đương nhiên nó phải giàu gạo, nó phải tốt hơn. Đây sẽ là cách để bảo vệ năng suất lúa cuối vụ. Bởi thời gian gần đây, giá lúa không mấy hấp dẫn. Vì vậy, một vụ mùa thắng lợi không chỉ đem đến niềm vui mà còn giúp nông dân tích lũy kinh nghiệm chăm sóc lúa hiệu quả để tiếp tục canh tác cho vụ mùa tiếp theo.
Thông tin này cũng đã kết thúc chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn công ty Syngenta Việt Nam đã đồng hành chương trình. Mến chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.